Cảm giác lúc này thật là tuyệt vời. Ước gì ngày hôm nay cứ dài mãi em nhờ. Hoa đẹp mấy rồi cũng tàn, mặt trời có rực rỡ bao nhiêu rồi cũng đến lúc phải lặn thôi anh ạ. Này, người yêu của anh hôm nay tâm trạng quá, buồn vì sắp phải xa anh đúng không? Suốt thời gian qua anh làm em buồn nhiều, nên bây giờ anh cảm thấy hối hận quá. Em cũng vậy mà. Em thất vọng về anh lắm đúng không? Lúc trước thì có, nhưng bây giờ em chỉ cảm thấy trống rỗng thôi. Em không biết mình cần gì hay muốn gì nữa. Anh hiểu. Anh hiểu mà. Tất cả là do anh đã khiến em có cảm giác như vậy. Hãy cho anh thêm một thời gian ngắn. Một thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ không để em phải buồn như bây giờ. Anh đã rất tốt với em rồi. Anh chăm lo cho em từng ly từng tí một. Thậm chí anh tốt với em đến nỗi mà tất cả các cô gái khác đều phải ghen tị. Đừng, đừng nói như thế nữa có được không? 9 tháng qua anh đã để em một mình quá nhiều. Mặc dù anh rất yêu em, và chỉ yêu một mình em thôi Quyên ạ. Anh Hùng, em thấy chúng ta nên dành một thời gian để suy ngẫm lại tất cả. Em thực sự muốn như vậy? Em nghĩ là nên như thế. Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều, nên anh tôn trọng mọi quyết định của em, mặc dù bản thân anh không hề muốn. Cảm ơn anh.